công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long. Ngày 10 tháng 6, tại Bộ Công Thương sau khi nghe vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ Công Thương công bố quyết định số 476, quy DTTG ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chúc mừng Tân Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long và nhấn mạnh, đây là sự kiện được Bộ Công Thương mong đợi bởi từ lâu, Bộ Công Thương khuyết vị trí Thứ trưởng. Hơn nữa, đây là Bộ Kinh tế đa ngành, quản lý rất nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế nên nhiệm vụ rất nặng nề. Bộ trưởng đã lần lượt điểm qua quá trình học tập và công tác của Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương và nhấn mạnh, quá trình này, đặc biệt trong môi trường ngoại giao đã tôi rèn nên Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương hiện nay. Ngoài ra, bộ trưởng cảm ơn đảng ủy lãnh đạo bộ ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nơi tân thứ trưởng nguyễn hoàng long từng làm việc và đóng góp trong quá trình đào tạo rèn luyện theo bộ trưởng nguyễn hồng diên ngành ngoại giao và ngành công thương có nhiều lĩnh vực công việc liên quan nhiều điểm tương đồng về chuyên môn bản thân đồng chí nguyễn hoàng long làm việc trong ngành ngoại giao nhưng lại được đào tạo chuyên ngành kinh tế nhiều năm làm việc ở nước ngoài nên rất có khả năng về ngoại giao kinh tế bộ trưởng nguyễn hồng diên nhấn mạnh hy vọng tân thứ trưởng tiếp cận công việc sớm phát huy năng lực kinh nghiệm của mình hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhà nước giao đóng góp vào sự phát triển và kết quả chung của ngành công thương thay mặt ban cán sự đảng lãnh đạo bộ ngoại giao ông đỗ hùng việt thứ trưởng bộ ngoại giao gửi lời chúc mừng tân thứ trưởng nguyễn hoàng long và khẳng định đồng chí nguyễn hoàng long là người có quá trình dài công tác am hiểu rất sâu sắc nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngoại giao là niềm tự hào và có nhiều đóng góp cho bộ ngoại giao bởi vậy đồng chí đã vinh dự được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng bộ công thương là niềm vui riêng của đồng chí nguyễn hoàng long là niềm vui chung của tập thể cán bộ nhân viên bộ ngoại giao cùng đó thứ trưởng đỗ hùng việt gửi lời chúc mừng bộ công thương có sự bổ sung nhân sự kịp thời đồng thời bày tỏ tin tưởng sự phối hợp giữa hai bộ sẽ ngày càng chặt chẽ bộ ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp cùng đóng góp vào nỗ lực chung của chính phủ trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế phát biểu nhận nhiệm vụ tân thứ trưởng nguyễn hoàng long xúc động và cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của thủ tướng chính phủ các đồng chí lãnh đạo bộ công thương và toàn thể cán bộ công chức tân thứ trưởng nói và bày tỏ lời hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình phát huy năng lực sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp vào thành tích chung của bộ công thương bộ công thương là bộ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành bao gồm những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước, trong đó có nhiều lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm. Vì vậy, vị trí làm việc mới sẽ là thách thức rất lớn với cá nhân, một cán bộ 25 năm qua trưởng thành trong ngành ngoại giao. Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, có học vị tiến sĩ kinh tế, Đại học Dông To Vergata, Italy, 2005. Từ năm 1999 tới nay, Ông Nguyễn Hoàng Long làm việc trong ngành ngoại giao và trải qua nhiều chức vụ: Phó vụ trưởng vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italy, Phó cục trưởng, quyền cục trưởng, cục trưởng cục ngoại vụ, Bộ Ngoại giao. Từ tháng 6 năm 2021, ông Nguyễn Hoàng Long được giao đảm nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Như vậy, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương sẽ có ba thứ trưởng là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng và ông Nguyễn Hoàng Long. Tin do Trung tâm Tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.